Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo khung bì trong Word. Thì để tạo khung bì cho Word thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tạo ra một file Word mới. Thì trước khi tôi tiến hành là tạo khung bì cho Word á thì ở đây tôi sẽ tiến hành là định dạng lề cho trang bìa này. Thì cách định dạng lề á thì các bạn chúng ta sẽ vào tab là Layout. Thì các bạn lưu ý nha, đối với bạn nào sử dụng Word 2007, 2010 và 2013 thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là Bay Layout. Còn đối với bạn nào sử dụng Word 2016 trở lên thì chúng ta sẽ chọn vào tab là Layout. Tiếp theo trong nhóm là Bay Setup, các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên chéo chỉ xuống Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab Margin. Tiếp theo các bạn chúng ta lần lượt nhập các thông số như sau: Top 2, Bot 2, Let là 3 và Right là 2. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab Bay và chọn vào khổ giấy A4, bấm vào OK. Đó như vậy là tôi vừa định dạng lề xong Sau đó tôi sẽ tiến hành là kẻ không viền Thì để kẻ không viền á Các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab design Thì ở bước này á các bạn lưu ý nha Đối với bạn nào sử dụng cuộc 2007, 2010 và 2013 á Thì chúng ta sẽ chọn vào tab đó là bay layout Còn đối với bạn nào sử dụng cuộc 2016 trở lên Thì chúng ta sẽ chọn vào tab design Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào bay border Rồi ở bước này á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab đó là Bay Border. Sau đó chọn vào Bot này. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn chọn các nét đơn giản thì ở mục Style này, các bạn chúng ta sẽ chọn vào nét nào mà các bạn chúng ta muốn là làm mẫu cho khung viên này. Đó, giả sử như ở đây tôi sẽ chọn nét này này. Đó, nó sẽ có nét này. Ok này. Đó, nó sẽ có đường viền thế này. Rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là chọn các mẫu khác á. Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn ở mục On. Rồi, kéo xuống. Nếu thấy cái mẫu khung viên nào đẹp thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào nha. Rồi giả sử như ở đây. Tôi sẽ chọn vào mẫu khung viên này. Rồi, các bạn kéo xuống. Các bạn thấy cái mẫu nào đẹp thì các bạn chọn nha. Ở đây tôi sẽ chọn vào mẫu khung viên này. Chọn vào. Rồi. Sau đó tôi sẽ chọn vào Option. Để tôi định dạng là... Cho khung viền ở from Tôi sẽ chọn là test này Cắt bot tôi sẽ nhập là 15 này. Đó. Xin lỗi cắt top là 15 Và cắt post là 15 luôn Rồi sau đó tôi sẽ chọn vào OK Tiếp theo ở đây Tôi sẽ tiến hành là Tiếp theo ở đây tôi chỉ cho trang đầu tiên Có khung viền mà thôi Còn các trang phía dưới á Không có khung viền Thì tôi sẽ chọn vào Zip section first bay này chọn vào ok đó thì lúc này á tôi đã tạo ra được một mẫu khuôn viên sau đó các bạn có thể là nhập nội dung vào ủy ban nhân dân tỉnh hà nam xuống dòng trường tiểu học lê quý đôn chẳng hạn đó, có chọn cánh giữa trên đậm chữ to lên sau đó tôi sẽ cho giảng và thấp lại đó tùy các bạn nha các bạn chúng ta sẽ nhập nội dung vào đây rồi nếu như các bạn chúng ta muốn là chọn mẫu khung viền khác thì các bạn chúng ta làm tương tự nha và tab design này chọn vào bay border sau đó chúng ta sẽ chọn vào mẫu khung viền khác chẳng hạn ở đây tôi sẽ chọn mẫu khung viền này ok đó. nó sẽ đổi nha đó sau đó các bạn có thể là thiết kế nội dung làm sao cho nó phù hợp đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tạo không bìa trong Word. nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi